Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu tu học tham thiền. Nghiên cứu cái loạt bài giảng mà tôi gọi là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa về cái phương pháp tham thiền. Hôm nay ta lấy cái đề tài tiếng chuông chùa. Cái bài thơ tiếng chuông chùa, ta lấy cái bài thơ đó ta làm cái đề tài để ta tham. Như những lần trước các vị để ý đó, tham thiền về cái cách là quán chiếu, tư duy quán chiếu về thân, rồi tham thiền tư duy quán chiếu về tâm, rồi cũng tham thiền rồi tư duy quán chiếu về cảnh, rồi cảnh là cảnh bên trong, cảnh của nội thân là ngũ ấm, cảnh của ngoại cảnh là hiện tượng vạn hữu. Về phần ngũ ấm đó thì Phật tử nên để ý đó, cái từ ngũ ấm là cái thân tâm của chúng ta là nó nằm ở trong ngũ ấm, gọi là nội ngũ ấm. Còn ngoại ngũ ấm là sơn hà vũ trụ, cũng là ngũ ấm mà nó là ngoại ngũ ấm. Cũng như tôi thường nói về đông y học, người ta gọi là vũ trụ là thiên địa, đại thiên địa. Còn con người nhân thân là tiểu thiên địa. Trong nhân thân của con người nó cũng đủ những cái tánh, cái chất của vũ trụ có. Cái gì có trong vũ trụ nó gom lại nó thành ra cái tánh và cái chất của cái thần ngũ âm. Ngược lại cái gì, cái tánh gì nó có, cái chất gì nó có trong thần ngũ âm thì nó có ở ngoài vũ trụ, ở ngoài đại vũ trụ, ngoài đại thiên địa. Do vậy mà y học ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Điều đó là đúng chân lý. Vũ trụ là đại thiên địa, nhân thân là tiểu thiên địa. Phật học thì nói rằng là cái thân ngũ ấm là tiểu vũ trụ, mà cái vũ trụ ở bên ngoài là đại vũ trụ. Cái đó cái cần phải để ý nhớ cái đó. Vì vậy mà cái gì ở ngoài có, ở ngoài vũ trụ có là trong nhân thân có, nhân thân có là ngoài vũ trụ có. Vì nó là cái mình học Bát Nhã gọi là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Do vậy cho nên là cái không nó duyên khởi nó hình thành ra cái có là cái, và nó là nó cái kết quả của các cái không,
cái thành tựu, cái kết quả, cái duyên khởi hình thành bởi các cái không. Do vậy cho nên dùng cái nhãn quan của Phật học mình nhìn á, của người tu Phật mình nhìn á, thì trong cái mình gọi là hư không vô tận đó, trong hư không đó nó có tất cả những cái tánh và cái chất của cái có. Ngược lại trong cái mà mình gọi là có, thí dụ như là núi sông đất liền, trời tân mấy nước, có cây hoa lá, được cụ thể gần gũi nhất là cái thân ngũ ấm của con người. Khi mà nó chết đi, nó tan rã đó, gọi là nó diệt đó, thì nó lại hòa tan vào trong, nó trả về cho cái tấm và cái chất vốn có trong cái tánh không bao la của vũ trụ. Nó từ nên cái tánh không trong vũ trụ, nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân ngũ ấm. Vậy thì thân ngũ ấm là cái kết quả của sự duyên khởi và hình thành do cái tánh không của vũ trụ. Rồi khi con người mà diệt đi chết thì chết mất là thể xác, chứ còn là những cái tánh và cái chất của ngũ ấm đấy, của ngũ ấm của thất đại nó rộng ra đấy, thì đâu nó trả gì đó. Cái gì nó thuộc về cái tánh sắc thì nó trả về cho sắc. Cái gì nó thuộc về cái tánh thọ tưởng hành thức là không thì nó trả về cho không. Tánh nào trả về cho tánh ấy, hòa tan vào trong tánh ấy của cái tánh không, trả về cho tánh không trong vũ trụ. Rồi tùy theo cái phước nghiệp, nó có cái ngộ lắm. Cái phước nghiệp mình làm mà không, nó không có mất. Cái phước nghiệp làm không có mất, nó không có mất. Cái ví cũng giống như là mình đi học vậy đó. Mình học rồi thầy giáo giảng cho mình nghe thực vật, động vật, khoáng vật và khoa học vân vân. Mình nghe không có lấy cái gì của thầy giáo hết á. Nhưng mà rồi á, học 5 năm, 10 năm sau rồi mình làm lại cái ông thầy giáo đó. Mình nói lại những cái của ông thầy giáo đó, của ông bác học đó, ông truyền đạt cho mình. Rồi mình lấy ra mình xài hết, xài được hết. Thậm chí từ cái cơ sở đó mình lại tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền, thì nó lại là phát minh ra hơn cái của ông thầy giáo dạy mình cũng có. Đó, thì cái mà nó không có mất đó, mà nó trả về đó. Thì mình đi học rồi thì tối về thì mình ngủ giấc thì giống như mình trả về cho thầy giáo hết rồi đó chứ. Nhưng mà kỳ thật là trả về thì trả, của thầy giáo còn của thầy giáo. Mà cái nhớ ở trong mình đó, ở trong cái đầu mình, trong cái trí của mình đó, thì nó vẫn không có mất. Cứ như thế mà mình quân tập cái học đó, cái học của thầy giáo đó, mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày mỗi nhiều. Thế thì sau đó rồi thì mười mấy năm trời đi học vậy đó mà không có cái gì mất hết, không có lấy cái gì của thầy giáo. Vậy mà nó có trong đầu, trong trí mình. Rồi sau đó mình làm, đem ra ứng dụng cái của thầy giáo dạy, của các ông bác học, các ông tiến sĩ, các ông giáo sư dạy cho mình đó, bằng cái đó, thậm chí hơn cái đó cũng có. Thế vì là cái phước nghiệp và cái thiện nghiệp đó, nó cũng như vậy. Sau khi cái thân ngũ ấm mất đi, con cũng vậy, mà mất cũng vậy, nó không có mất cái gì hết. Cái phước nghiệp, cái thiện nghiệp đó nó không có mất. Cho nên là khi mà ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn hay là cái thân ngũ ấm của mình mà chết mất đi rồi đó, thì còn cái phước nghiệp và cái thiện nghiệp đó nó vẫn trả về, đâu nó trả về đó. Sắc ấm trả về cho sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nó trả về đâu gì đó.
Nhưng mà rồi nó không có mất cái gì hết. Sau đó nó, mình trong lúc mà mình gọi là tu hành đó, mình loại bỏ những cái, những cái ác nghiệp, mình loại bỏ bớt thì nó chưa có một, một lần một đời tu có thể nó chưa, chưa bớt đâu, nó chưa hết đâu. Loại bỏ bớt ác nghiệp thì cái lần sau đó, đó nó cũng kết tụ lại thành ngũ ấm. Mà ngũ ấm này cái chất liệu nó trong sáng hơn, nó sạch sẽ hơn, giống như mình nấu nước đường, mình làm bánh vậy đó. Mình không lần đầu mình làm bánh mà mình nấu nước đường mình không có lượt đó, thì nó còn cặn còn bã, ăn có thể nó còn ra rạo trong bánh đó. Rồi sau đó rồi mình nước mình cũng lọc cho kỹ, rồi đường mình cũng lọc cho kỹ, mình nấu đường mình lọc á, thì mình làm bánh cái đợt sau này, mình nấu chè cái đợt sau này á, nó không còn rạo nữa, thế là nó sạch hơn nữa rồi đó. Rồi lần sau nữa đó thì đường trong sống trong cái thời đại văn minh khoa học hơn đó, thì đường tự người ta làm ở trong nhà máy nó sạch rồi, thì mình mua đường cát trắng ha, rồi nước thì có khoa học nó bán cái nhà cái bình lọc nước lọc thiệt kỹ rồi, rồi đường cũng lọc kỹ rồi, rồi mình xay bột mình làm gạo mình nấu đậu rồi cũng kỹ hết rồi, thì chè lần này nó, cái nước nó không đỏ nữa, bởi vì mình nấu đường cát trắng, rồi bột gạo mình lọc kỹ, rồi mình nấu nhân đậu rồi lọc kỹ, thì cái lần chè lần này là trắng. Chè cũng là chè trôi nước nhưng mà lần này trắng, mà ngọt mà ăn không có bị cát sạn. Đấy, để là ví nó như vậy đó, tức là mỗi một lần mà mình có gặn lọc của các cái chất liệu, cái nguyên liệu để mình nấu chè, mà mỗi lần mình có gặn lọc sạch hơn thì nó lần lần nó trong sạch hơn. Thành ra cái việc tu hành của mình là vậy. Thành ra khi mà mình tu tập đó, nó gàn lọc lần lần những cái câu quế. Câu quế là câu quế của tâm thì nó mới là khó gàn lọc, cái câu quế của thân thì của cái phần vật chất thì nó dễ, cho nên cái gì nó dơ trong thân mình đó, nó dính cái đồ dơ, đồ hôi, đồ thối, đồ tâm gì đó mình rửa dễ, nhưng mà cái câu quế của tâm nó mới là khó. Vì vậy mà tu phải tu cả thân, tu cả tâm, mà tu tâm thì khó hơn là tu thân. Thiền não vô minh nó thuộc về tâm, mà mình gột rửa được đó. Bởi vì vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là cái tánh trong sáng thanh tịnh là Phật tánh. Cho nên gột rửa hết cái câu quế của thân thì cũng gột rửa được cái câu quế của tâm. Rồi sau đó nó còn lại cái tinh anh, mình tu hành dễ hơn. Và cái thân cuối cùng là mình có thể thành vô thượng bồ đề giống như Phật Thích Ca vậy. Rồi nói tới Phật Thích Ca mà tu hành thanh tịnh là thành Phật đó, hôm nào tôi sẽ nói thêm. Phật Thích Ca đó thì cũng là một con người như chúng ta vậy, nhưng mà nhờ cái phước nghiệp đó, tu nhiều đời mà Đức Phật gọi là Tam Ả Tăng Kỳ, cho tới cái thân Phật Thích Ca đó là cái thân cuối cùng. Cuối cùng cái lần đó là lần cuối cùng để gặn lọc, lần cuối cùng thật sạch thành Phật, chứ còn không phải là Phật Thích Ca Thái Tử Tất Đạt Đa là như một người thường khác rồi thành Phật được đâu. Do vậy cho nên nếu mà ai đó mà thấy Đức Phật Thích Ca mà sanh tại cái phần cái tiền la vệ đó rồi thành Phật đó, hiểu như vậy là cản lắm, chưa trúng. Mà muốn hiểu Phật Thích Ca là phải học cái câu là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ca tỳ la vệ không có từng sanh ở đó. Nếu nói về Phật thì không phải là Phật sanh tại ca tỳ la vệ, Phật pháp thân không phải sanh tại ca tỳ la vệ,
Cho nên khi mà nói tới cái chữ Phật là đừng có nói tấm bất công. Không có tấm Phật được đâu. Cái câu mà tôi đang nói đây là câu đó là của cái bài tụng tán để tấm Phật đó. Thì gia thành lý bất tăng sanh, gọi là Phật thì phải hiểu rằng là như cái bài mà tôi, những bài, cái loạt bài tôi nói vừa rồi đó, Phật thì pháp thân Phật, mà pháp thân Phật cộng với Bát Nhã, cộng với giải thoát thì mới thành ra một vị Phật. Mà mình cần phải nhớ hoài cái Phật đó, niệm Phật cho ta, nhớ Phật hoài là nhớ cái đó. Thành ra Phật mà ta học á, ta phải học và ta cần học á, là đừng có tưởng tượng Phật cốt ở trên bàn. Kể cả cái tượng mà làm tượng Phật Thích Ca để mà tưởng tượng cũng không đúng. Mà tỳ gia thành lý bất tàn sanh, Phật không phải là một người ở trong cái thành cái tỳ la vệ đó là Phật. Rồi ở cái rừng Ta La cũng vậy, Ta La Thọ Giang bất tàn diệt, Đức Phật không có chết, không phải chết tại cái rừng Ta La Sâm Thọ như chúng ta tưởng. Cho nên là Phật là bất sinh bất diệt lão Cù Đàm, cái dòng họ Cù Đàm, tức là dòng họ Phật á, là không có sanh và không có diệt. Kim chia bất sinh bất diệt lão Cù Đàm, nhãn trùng khác kiến trùng thêm biết, người nào thấy mình có tấm Phật là người đó, cái con mắt của mình bị bụi rớt vô con mắt rồi, nghĩa là mình thấy không còn là chính xác nữa, bị bụi rớt vô rồi. Chứ cái người mà con mắt không có bụi rớt á, là không có thấy mình tấm Phật đâu. Phật không có tấm được, Phật không có ở trong cái tượng của nghệ sĩ, nghệ nhân thợ đúc đồng, thợ đúc xi măng họ làm đó, không có Phật ở trong đó. Cho nên mình nói mình tấm Phật á, là cái người đó là những người bị bụi rớt trong con mắt rồi. Cái vấn đề nó sâu sắc lắm, cho nên mà mình học là mình phải tham thiền là vậy đó. Tấm Phật cũng phải tham thiền chứ ào đi tấm Phật đó. Phật ở đâu mà tấm, làm gì tấm được Phật. Thì bây giờ hôm nay là tôi nói, bữa hôm tôi nói về vấn đề tôi giới thiệu vấn đề là ta bà, thế giới ta bà, giới thiệu về thế giới cực lạc, tịnh độ, rồi quán thân, rồi quán tâm, rồi quán cảnh, đều là tham thiền. Bây giờ đây là tham lấy cái đầu tài, cái đề tài là tiếng chuông chùa, đây là cái đề tài tham thiền bữa hôm nay. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đây là cái bài thơ này là thật đấy nha, thật cảnh chứ không phải đặt ra đấy. Cái chỗ mà Liễu Liễu Đường tôi đang ở đây đó, thì nhìn về cái cánh đồi đông đó, nó có cái chùa. Cái chùa đó nếu mà đi đường bộ, từng bước đi của mình đó, thì đếm ra đến bước đó, thì nó là khoảng 3-4 khoảng 3-400 thước. Còn đường chim bay thì nó lại gần hơn nữa, nhìn thấy cái chùa, nhìn thấy những cái thất bên chùa. Thành ra bên cái cánh đồi đông của chỗ Liễu Liễu Đường này nó có cái ngôi chùa gọi là chùa Bửu Sơn, nó ở cái thôn Lạc Sơn, ở cái xã Phú Sơn, ở trên cái đèo Phú Sơn. Thành ra cái bài thơ này là sự thật, là có cánh chùa, có cái ngôi chùa thiệt. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát Nhã Huyền Tôn trui luyện chí, thiền cơ tĩnh lự khắc ghi lòng. Nghiệp duyên đèo hợp nhân sinh thế, quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng
thánh thoát âm thanh buông một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong. Đó là cái bài thơ này là trên cái trang số 33 của cái tập 2 của Như Nguyễn Thiền Sư. Cái tiếng chuông chùa cũng như là cái chùa, nó có thể làm cho dân tộc Việt Nam nó có những cái gì khi mà nghe cái tiếng chuông chùa, nó có cái gì nao nao trong lòng mà khó tả lắm. Do vậy mà tôi có nghe cái câu này có thể là một, cũng là gần như là một cái thực thể có thiệt ở trong cái lòng của những cái người Phật tử gần xa. Tôi nghe câu này: mái chùa che chở hồn dân tộc, không biết chính xác hay chưa, đại để là vậy đi. Nếp sống muôn đời của tổ tiên. Tôi nghe câu này hình như là nó phát xuất từ ở bên Mỹ, của những người, của các thầy, của các thầy bên Mỹ, Phật tử bên Mỹ, Phật tử mà do những cái giai đoạn của đất nước từ sau 75 đó, rồi số Phật tử đi qua bên đó, rồi cũng đặt chùa, rồi cũng vân tập lại, rồi cũng tu hành, rồi thành ra rồi có cái câu đó để động viên đó mà, để động viên nhau. Thành ra là cũng lập chùa, mà chùa là một cái điều kiện, một cái cảnh duyên để mà vân tập, để mà tụ hội lại, để gặp gỡ nhau, mà nhờ các sư các thầy mà đoàn kết lại để mà bồi dưỡng cái tâm hồn của những người có tín ngưỡng, cùng chung một tín ngưỡng. Thì chùa nó cũng là cũng như tôn giáo khác của tin lành, thì ta có cái nhà thờ, người cao đài ta có cái thánh thất, người Thiên Chúa thì ta có nhà thờ, là cái duyên cớ để tập hợp lại tốt. Thì cái chùa ở Việt Nam nó cũng vậy. Chùa Việt Nam là ở đây cái câu là nếp sống muôn đời của tổ tông. Chùa Việt Nam là nó đã in sâu vào ở trong cái tâm hồn của người Việt Nam. Mà nếu mà nói tới chùa đó thì nói nếp sống muôn đời thì điều đó có, nó muôn đời thì không biết là bao nhiêu đời, nhưng mà đại để là cái gốc của nó đó là phát xuất từ ở Trung Quốc, nhưng mà cái thời nào thì tôi quên rồi, bởi vì tôi về lịch sử thì tôi dở lắm, không có nhớ, không cần nhớ nhiều, chỉ nhớ đại khái. Thì cái chùa này là cái từ chùa nó chữ tự đó. Ví dụ như chùa tôi ở là Phù Châu Tự, hay là Long Hoa Tự, hay là Long Quang Tự, hay là Phước Hậu Tự, ví dụ vậy. Chữ tự là chùa đó. Cái nguyên thủy ban đầu của nó là không phải là để cho mấy ông thầy ở, mà nó là cái trụ sở, nó là cái nhà công của quan chức của Trung Quốc cái thời đại đó. Cái chữ tự đó, tự là chùa đó.
là cái trụ sở, là cái công đường của triều đình. Cái lúc đó là hai vị sư đầu tiên nó tên là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, hai vị sư đầu tiên đến Trung Quốc, hai vị sư Ấn Độ, người Ấn Độ tới Trung Quốc đầu tiên. Thì triều đình Trung Quốc thì đâu có biết đạo Phật là gì, xứ Trung Quốc họ chưa có chùa, chưa có cái chỗ để tiếp khách thầy chùa. Thế thì là nhà nước thấy rằng là khách quốc tế nè, thì mà bây giờ là biết để đâu vậy, đưa vô khách sạn thì hồi xưa hình như khách sạn không biết là nó có tiện nghi như bây giờ hay không, mà đưa vô cái chỗ cung đình quan thự mà tiếp thì nó cũng không phù hợp với những nhà tu. Thế thì là mới là lấy đại một cái chỗ công thự, cái chỗ trụ sở của cái quận, cái xã gì đó, là cái chùa đó. Rồi dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí ra cái kiểu và ở được của các nhà sư. Rồi mời hai ông sư này, Ma Đằng và Túc Pháp Lan, tá túc ở đó, an trú ở đó mà nghỉ ngơi. Đấy. Và thế thì từ đó, đó là cái chỗ ở của nhà sư bắt đầu mới gọi là chùa. Chùa là cái chỗ ở của nhà sư, là do cái thời đại đó người ta lấy cái công thự, công đường, cái trụ sở mà người ta tiếp đãi để cho hai nhà sư ở. Từ đó nó quen đi, quen đi thành ra cái chỗ ở của các nhà sư đó, nó thành ra gọi là chùa. Đấy, nó gốc là vậy đó. Thì nếu mà nói là nếp sống muôn đời của tổ tông này cũng phát xuất từ đó thôi, chứ nó không phải là muôn muôn đời mà cái dân tộc Việt Nam mình nó gọi là 4.000 năm văn hiến, ha, ví dụ vậy. Thì 4.000 năm văn hiến thì có lẽ là trước đó nó không có, tổ tông mình trước đó không có chùa. Phật giáo mình học đây là mới trên dưới có mấy nghìn năm truyền sang vào Việt Nam đó mà. Cho nên cái chữ mà nếp sống muôn đời của tổ tông thì cái đó thì tại mình nói vậy đó, mình nói mình lý lịch trích gan vậy đó, chứ còn nó không phải là muôn đời của tổ tông Việt Nam so với 4.000 năm văn hiến của một đất nước, của một dân tộc. Này, ý nghĩa của chùa nó phát xuất từ của thời kỳ Ma Đằng và Túc Pháp Lan, hai cái ông đó là tới Trung Quốc đầu tiên, rồi dịch kinh, bắt đầu là dịch kinh truyền bá đạo Phật. Rồi còn như có câu trước nữa là mái chùa che chở hồn dân tộc đó, cái này nghe nó cũng nao nao xúc động. Nhưng mà cái chữ dân tộc Việt Nam nó có cái chữ quốc hồn và quốc túy. Thí dụ cái món ăn quốc túy, thí dụ như là mắm kho, thí dụ như mắm kho chấm bông súng là món ăn quốc túy. Đó là cái tinh túy của người Việt Nam thích ăn như vậy. Nhưng mà nếu mà đem mắm kho qua Mỹ hay là qua Anh hay qua Pháp thì ta không cho đem theo, đem lên máy bay ta cũng không cho, vì cái mùi đó ta chịu không nổi. Nhưng mà mình thì là gọi là quốc túy. Rồi quốc hồn, quốc hồn ví dụ như mình qua Mỹ nhưng mà mình vẫn những buổi lễ lớn mình vẫn ăn mặc bằng khăn đóng, bằng áo dài. Khăn đóng áo dài là cái tập tục gọi là quốc hồn. Rồi cái nghi lễ mình thì thổi kèn đám ma theo cái kiểu của kèn đám ma của mình, rồi đờn cái bài cái bằng nam ai đờn xuân nữ, đó là cái bản nhạc buồn nao nao, là thành ra cái nếu mà làm cái đám ma thì phải có những bản nhạc buồn đó, nam ai, ngũ cung, xuân nữ. Thì cái đó gọi là quốc hồn. Thành cái bản nhạc của Việt Nam mà buồn á thì người Âu, người Mỹ nghe nó không có buồn giống như mình buồn đâu. Mà người Âu, người Mỹ người ta có cái bản nhạc buồn, cái kiểu của người ta. Kiểu của người ta thì mình nghe mình không buồn. Mình nghe nhạc buồn của người ta mình không có buồn gì nhiều.
Nếu có chăng là nó hơi êm dịu chút xíu thì nó êm dịu cho mình nghe, mình không thấy buồn nhiều. Ngược lại cái nhạc buồn của mình nghe buồn não ruột, buồn thê lương. Nhưng mà người Âu Mỹ họ nghe họ cũng không có buồn nhiều. Chẳng qua là nó hòa dịu hơn là cái nhạc choi, cái nhạc nhảy, cái nhạc nhót vậy thôi. Thì cái tập quán như vậy, phong tục vậy đó gọi là quốc hồn. Cái điều như vậy là không có sao, gọi là hồn, hồn là quốc hồn quốc tí thì không có sao. Nhưng mà đối với cái câu này nè, đối với tôi là tôi dè dặt lắm, cho nên là suốt là tôi làm được là bảy tám chục bài thơ rồi đó, là dùng cái tư duy là dùng, nhưng mà cái chữ hồn là tôi không dùng. Tôi không dùng chữ hồn. Ví dụ như mái chùa che chở hồn dân tộc, câu đó nghe nó cũng có cái gì nao nao, cái gì buồn buồn, nó cũng gợi cảm, nó làm cho người ta thích đến chùa không chừng. Nhưng mà đối với tôi là không bao giờ tôi dùng chữ đó. Tại sao? Là tại vì tôi sợ rằng cái chữ hồn đó nó làm cho người ta, cái người Phật tử đó, nhớ lại những cái chữ hồn mà nó phát xuất từ cái gốc hoang đường mê tín dị đoan quyển hoặc một cách hết sức là đau đớn cho một dân tộc. Thí dụ như cúng cô hồn, cái chữ cô hồn đó tôi hiểu không phải là có cái cô hồn là bằng cái vong hồn của những cái đứa con nít. Cô hồn mà cái danh tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du đó không phải là nói cái hồn chết đâu nha. Các vị nào mà nghiên cứu cái văn tế của Nguyễn Du coi là 12 cái loại cô hồn đó là ta nói lên người sống không đó. Người sống mà tham vọng, mà đam mê với cái tham vọng, nó sinh ra một cái thứ đau khổ kỳ cục. Tham vọng mà không thành đó thì nó thành ra ngạ quỷ. Bởi vì trông chờ mong đợi ước ao suốt cả cuộc đời. Có người thành được, có người không thành được. Thành ra cái hồn đó là cái hồn cô đơn, cái hồn lẻ loi, thao thức, trằn trọc suốt cả cuộc đời. Cho nên là văn tế thập loại của hồn của Nguyễn Du không phải là cái hồn ma bóng quỷ như là người ta tưởng, mà toàn là người sống đấy. Người sống và tham vọng vô độ thì nó thành ra cô hồn. Tôi nghiên cứu cái chỗ đó tôi thấy, cho nên cái văn tế rất là hay, rất là hay. Mà té lên để nói là người sống đấy, người sống mà không khéo rồi mình là cô hồn đấy. Cô hồn sống, cho nên ta gọi là cô hồn sống là vậy đó. Chứ cô hồn thì làm sao mà cô hồn nào mà gọi là cô hồn sống được. Mà chính cô hồn sống là 12 cái loại cô hồn của Nguyễn Du ở trong cái bài văn tế đó. Cũng như trong đạo Phật nói ngạ quỷ, quỷ là mình đây nè. Còn sống nhân về đây nè, mà cái tham vọng là cái yêu cầu quá nhiều. Cái vật chất mà để nó cung cấp cho cái yêu cầu này quá nhiều, cung nó không đủ cho cầu, thành ra người đó là người sống trong cái đời sống ngạ quỷ. Chứ ngạ quỷ gì mà cái bụng bằng trong cái dâm trống sắp mà cái cú họng để mà nuốt đồ ăn như là cái lỗ cái kim như thì làm sao nó sống được. Nhưng mà ta diễn tả rằng là cung không đáp ứng được cái cầu là người đó là ngạ quỷ. Đấy, thành ra là tôi rất kỵ cái chữ hồn. Tôi không muốn đề cập cái chữ hồn để cho người Phật tử hiểu lầm về cái hồn là khi mình chết rồi mà còn cái hồn mà thánh lên cúng dông đó là không được rồi. Thỉnh cái dông tới tụng kinh, thỉnh kêu bằng lai nghệ Phật đường thính kinh văn Bồ Tát, các ông thầy làm vậy đó. Thỉnh cái dông hồn đến nghệ Phật đường, tức là đến trước bậc Phật để ngồi nghe kinh. Rồi cái rồi tới trình tả bằng dông về, cái thì các ông thầy nói là hồi nghệ dông hồn, tức là biểu dông hồn trở về bằng dông ngủ trở lại. Cái chữ dông hồn đó tôi không dùng, tôi không dám dùng.
Là vì không có hồn. Theo đạo Phật thiệt, đạo Phật mà chấm chốc đạo Phật mà tu theo đạo Phật thì thức quẩn đó, nó không có thành ra cái hồn được. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Thì nó cũng khi mà con người mà chết đi rồi đó thì năm năm ấm đều trả về đâu, trả về đó. Cái chữ trả về trong kinh Lăng Nghiêm Phật dùng cái ví dụ trả về có hay, nó hay vô cùng hay. Người nào mà có biết tham thiền á thì nghe cái vấn đề mà Đức Phật dạy ví dụ về cái chỗ trả về đó. Ánh sáng thì trả về cho mặt trời, bóng tối thì trả về cho ban đêm, hư không thì trả về cho trống rỗng. Vậy thì còn cái thấy cái biết của ông là ông định trả nó về đâu, không có chỗ trả về. Kinh Lăng Nghiêm dùng cái chữ trả về hay lắm. Ở đây mình cũng lấy cái đó mình ứng dụng qua cái việc học của mình trong ngũ quẩn á, trong ngũ ấm á. Sắc á thì nó tan rã, nó trả về cho các bụi, cho bùn, cho đất. Chết rồi trong vòng thời gian ngắn cái thịt của mình đó, nó trả về cho bụi, cho đất, cho bùn, cho cái gì mình không bao giờ tìm ra nữa. Mấy chục năm sau lấy lên thì thấy nó chỉ còn đen đen xám xám đó, chứ còn không biết cái thịt đó là nó là cái gì nữa. Rồi lâu hơn nữa thì xương nó cũng trả về luôn, nhưng mà trong vòng 20-30 năm thì xương còn, nhưng mà lâu nữa là nó trả về. Trả về đâu thì không biết. Thì tất cả cái thân ngũ ấm của mình là đều là có chỗ trả về hết. Sắc thì trả về cho thuộc về địa đại, còn thọ tưởng hành thức thì trả về cho thức đại. Nhãn thức thì trả về cho thức, nghĩ thức thì cũng trả về cho thức, tỷ thức, thân thức, ý thức cũng vậy. Rồi thì thức, bát thức, đệ bát thức nó trả về đâu? Thì nó trả về trong cái vũ trụ bao la chứ đâu. Thế thì thức nào trả về cho thức đấy? Cho nên là cái gì để thành ra cái hồn? À, cái chỗ đó mà đối với tôi là tôi dè dặt lắm. Tôi không nói tới cái hồn. Thành ra cái câu mái chùa che chở hồn dân tộc nghe nao nao đó. Với cái tập quán muôn đời đó thì mình tưởng tượng mình có cái hồn đó thì nó cũng có nao nao, cũng có xúc động, nó cũng động viên được cái tình cảm, cái tâm tư của người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà người học Phật như thí dụ như tôi, chứ còn các thầy thì ta dùng hồi nghệ dùng hồn rồi người ta rước là dùng hồn đến lai nghệ Phật tiền thích kinh văn đó, ta mời tới Phật tiền trước mặt Phật để nghe kinh. Để ý cái chỗ đó, nếu các Phật tử mà chịu học á thì để ý cái đó. Chữ hồn là phải không được nói. Chữ hồn nó đi với cái hồn ma, cái vía quỷ. Chữ hồn chữ vía không có nói. Cho nên nói tôi mà nó rủ tôi đi lại vía Di Lặc, tôi không chơi bao giờ. Di Lặc mà có cái vía thì không có được. Phật Di Đà lại vía, Phật Di Đà lại vía Thích Ca đó không được. Chữ vía đó tôi không có xài, không có lại vía, không có cúng vía. Tôi nghe cái chữ đó khó chịu vô cùng. Chẳng thà quấn tôi một vài loi rồi cười chơi rồi tôi không buồn, mà rủ tôi đi lại vía là tôi buồn lắm. Buồn lắm, chơi với người đó chơi không có được. Phật Di Đà mà vía rồi nước nào nó nổi giận lên, ba hồn chín vía ông, tôi không phục ông, tôi là người đạo khác, ba hồn chín vía của Phật Thích Ca đó, nó kêu nó rủa nó chửi sao, có cái vía vậy sao? Mà người thế gian rủa chửi ưa cái chữ ba hồn chín vía, mà ba hồn thì hồn nào cũng biết, không hiểu hồn là hồn gì, là cái tên gì, hồn nào nó không biết. Chín vía cũng không ai thấy cái vía thứ một, thứ hai, thứ ba gì hết á, mà ba hồn chín vía mày về đây chửi rủa tùm lum.
Cho nên từ cái chỗ cái chữ đó đó, tôi học đạo rồi rồi tuyệt đối, coi như là tuyệt đối, không bao giờ tôi nói tới cái chữ lại vía. Cũng không nói cái chữ mà thánh vong hồn. Kể từ khi mà tôi học đạo, tôi biết rồi là cái chữ hồn, cái chữ vía là tôi không xài. Cho nên là khi mà nghiên cứu tới cái chữ chùa đó mà, thì với tôi là nói tới chữ chùa là tôi liên tưởng tới cái chuyện nó dài dài như vậy đó. Tôi nghe hai câu này tôi biết rằng đồng bào Phật tử ta mà quy tụ lại cái chùa để mà gặp gỡ nhau, rồi trao đổi nhau, rồi nhắc nhở chuyện vui buồn nhau, rồi lại Phật, còn có thể chấp nhận. Nhưng mà như cái chữ hồn này tôi rất sợ. Chữ hồn nó lây qua, nó di căn qua cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan được. Bây giờ tôi nói lại cái bài mà mình sắp lấy để làm cái đối tượng mình tham thiền đó, là có tiếng chuông chùa nhé. Chuông chùa vang vẳng cánh nồi đóng, đây là có thiệt. Tôi có nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa nó có gợi cho ta một cái nao nao trong lòng, để ta nhớ lại những cái gì xa xưa. Do cái tập quán của ông bà ta thì có, của ông bà ta trong một giai đoạn nào đó, chứ còn nói là nếp sống muôn đời đó, thì chữ muôn đời đó là nó không hẳn đúng. Bởi vì tôi nói từ Ma Đằng Túc Pháp Lan tới đây thì nó không phải là muôn đời. Thời gian là mấy ngàn năm, trên dưới vài ngàn năm vậy đó. Chứ còn muôn đó thì chưa trúng lắm. Nhưng mà cũng không sao, vấn đề để nói lên cái tập quán thì cũng không có tội lỗi gì. Cái chuông chùa đó có lợi ý thiệt. Hồi tôi còn nhỏ đó, tôi học cái bài ca, hồi nhỏ học cái bài ca thì bài ca giọng cổ vậy đó, tôi học trong mấy lần là ca chơi mấy lần nó thuộc, nhưng mà bây giờ là xin thú thật nha, học 100 lần nó cũng không thuộc, lớn tuổi là 100 lần nó cũng không thuộc. Cái bài ca rồi nè, vang vẳng tiếng chuông chùa, giọng xa đưa của đoàn sư dạy, ba tiếng chuông ngân, giọng chuông thức tỉnh dường như khiêu gợi mối bi tình, trên cõi tầng ai đấy. Hồi 9-10 tuổi tôi đã thuộc cái đó rồi. Văn vẳng tiếng chuông chùa, giọng công phu xa đưa của đoàn sư dạy, ba tiếng chuông ngân, giọng chuông thức tỉnh dường như khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai. Bài hay, đặt cái câu văn hay, thành ra tôi thuộc. Tiếng chuông chùa nó có khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai, thật sự đó. Cho nên là bây giờ đây là tôi nghe cái tiếng chuông chùa. Chuông chùa vang vẳng cánh đồi đông, có, nó có xúc động. Nhưng mà nó xúc động bây giờ nó kiểu khác. Đồng vọng trong tôi chữ không. Hồi xưa nó thì nó dường như khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai. Thì hồi đó là nó khêu gợi mối bi tình. Nhưng mà bây giờ nó đồng vọng trong tôi chữ sắc không, chứ nó không khêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai như cái bài vọng cổ tiếng chuông chùa hồi xưa. Hồi 70 năm trước. Nó nghe tiếng chuông chùa rồi, nó gợi cho mình cái chữ sắc và không. Chữ sắc không đó, Phật tử để ý là cái chữ đó đó. Học học cực lắm, mệt lắm. Chừng mà hiểu được rồi nó mới thấy nó là vô cùng giá trị đối với người tu hành. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Sắc không đây là xa lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc.
sắc tức thị không, không tức thị sắc. Này, Đức Phật gọi này Xá Lợi Phất, ông nên hiểu rằng vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Cái chữ đó vậy là chữ sắc tức là vật chất đấy. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Bởi vì chuyên viên ra đó là vật chất là không, không có gì hết đó. Nó là cái tất không bờ bàn bạc mênh mông trong vũ trụ bao la. Nhưng mà trong cái tánh không của vũ trụ bao la đó, nó có chứa cái tánh và cái chất của vật chất. Vì vậy mà nó tổng hợp lại, nó duyên khởi, nó hình thành ra vật chất. Chứ nếu mà trong cái tánh không đó mà nó không có cái tánh và cái chất của vật chất thì chẳng có từ đâu mà có ra vật chất được. Cho nên mình thấy nó là không vậy đó, mà nó có trong, cũng như trong ánh sáng mặt trời đó ha, đâu có màu đỏ. Vậy mà cái bông trạng nguyên mà nếu không có ánh sáng mặt trời, cái trạng nguyên ở miền Nam gọi trạng nguyên, ở ngoài Bắc gọi là cái đông hồng đó, cái cây đông hồng đó đó là bắt đầu là tháng 9 tháng 10 là nó trổ cái màu thấy dễ thương vô cùng. Coi nó tươi mà nó trẻ mà nó rực rỡ một cách nên làm cho mình nao nao trong lòng sung sướng vậy đó. Cái cây đông hồng nó chỉ có mùa đông nó mới có thôi, cho nên miền Bắc gọi là cây đông hồng là đúng, còn miền Nam mà gọi cây trạng nguyên thì chả có gì trạng nguyên hết á. Nó đâu có thi đậu bản nhãn tháp hoa trạng nguyên gì đâu mà gọi nó là cây trạng nguyên. Thế nhưng mà biết cái sở chấp thì gọi cái gì cũng được. Gọi đông hồng thì nó trúng theo cái chữ nghĩa, còn gọi cái trạng nguyên thì nó không đúng theo cái chữ nghĩa, nhưng mà đều cả cái miền gọi vậy rồi thì hè nhau mà biết rằng nói tới cây trạng nguyên là cái cây mà bắt đầu tháng 10 nó mới trổ cái màu rất là đỏ và đỏ xinh xắn và tươi trẻ. Đã để là biết cái sự chấp hết cho nên không sao hết. Mà đồng vọng trong câu chữ sắc không, trong cái không đó nó có cái tánh và cái chất của sắc, vì vậy mà nó thành ra vật chất. Mà vật chất rồi thì khi mà nó tan rã đó, bởi vì nó theo cái quy luật ba thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. À, nó có rồi đó, cuối cùng nó diệt, sanh ra rồi trụ, trụ là tồn tại, rồi dị là biết lúc thay đổi sắp tiêu diệt, rồi cuối cùng là tiêu hoại, diệt mà không diệt mất. Đây, sanh để rồi diệt, diệt để rồi để sanh trở lại, chứ không có mất. Thành ra mình học cái chữ sắc, chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thọ cũng học như vậy. Này sao lại phát thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Tưởng thành cuối cùng là thức. Này sao lại phát thức ấm chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức ấm là không mà không là thức. Vì vậy cho nên cái thức ấm nó không thành cái hồn được. Đấy, do vậy mà tôi rất dè dặt, tôi không xài cái chữ hồn là vậy đó. Tôi sợ Phật tử, tôi sợ Phật tử nghe được quen đi rồi liên tưởng tới cái chữ hồn. Chữ hồn là hồn, hồn hồn quý, hồn ma, hồn là cô hồn đó. Nó có một cái chết rồi nó thành ra một cái đó, cái hồn đó. Cái đó đạo Phật không chấp nhận. Nói như vậy đó, tôi còn nhớ tới cái câu đó: cờ pha mau chiến thắng ma hồn nước. Cái câu đó nó động viên cho những người làm cách mạng. Cái bài nhạc của ta làm là rất là tốt. Điều thứ nhất là người ta là người thế gian, người ta là nhạc sĩ. Hai nữa là cái hồn nước thì giống như tôi nói vậy đó. Đất nước ta nó có cái quốc hồn, cái quốc túy của một dân tộc. Cho nên cái câu đó đó, câu cái bài ca đó, cái từ đó tôi nghe nó gần gần rất là hay. Cờ pha mau chiến thắng mang hồn nước,
xuống ngoài xa chen khúc quân hành ca. Không sao, mà riêng người Phật giáo thì phải dè dặt chữ hộ. Cũng như qua bên Mỹ mà ăn cái món mắm kho với bông súng chấm với mã đề, đúng không? Không sao, đó là món ăn của quốc túy. Bịch khăn đóng áo dài dự lễ không sao, tốt hồn nước. Mà học đạo thì phải tránh dè dặt về cái chữ hộ. Cái đồng vọng, cái tiếng chuông chùa đó, nó thôi thúc cái đồng vọng, nó nhắc nhở trong tôi chữ sắc và không, ngũ uẩn giai không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, cho tới thức uẩn chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Đó, nghe chuông chùa nó gợi cho mình cái chữ đó, nó thôi thúc cái nhắc nhở mình cái chữ đó. Bát Nhã không tôn trui luyện chí, nó làm cho mình liên tưởng tới cái hệ thống, cái nguồn tư tưởng về Bát Nhã. Nó đồng vọng trong tôi chữ sắc không, rồi nó thôi thúc, nó nhắc nhở cho mình trui luyện, tôi luyện cái ý chí về sắc hệ thống. Cho nên là tôi nói thì các vị cũng khó tin, nhưng mà các vị tin cỡ nào cũng được, mà không tin cũng không sao. Chứ đối với tôi là hàng ngày á, là chơi, tôi gọi là chơi đó, có nghĩa là tôi thường nhắc nhở tự tôi rằng nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Và thêm một cái nữa là như ba tiên. Mười một cái món ví dụ đó trong tôi luôn luôn là đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Tôi nhớ câu đó, tôi nhớ mười một cái món ví dụ đó. Cho nên đối với bây giờ đó, có những cái tôi cũng còn nghe bực bội. Có cái mình thấy mình cũng xúc động bằng cái bực bội, nhưng mà nó nhanh thôi. Nó vừa bực bội lên rồi, Ủa như Nguyễn Thiền Sư mà mình phải nhớ cái chữ sắc không chứ. Mình là bực bội là thua rồi đó, coi như mình thua hết keo đó. Mỗi một cái mà bực bội mà khó chịu đó là coi như mình biết rằng là mình thua hết tận nha. Giống như hồi nhỏ là tôi đi quấn bài quắc chơi Tết vậy hả? Trời, mấy thằng cha lớn đó, nó chơi xấu lắm hả? Mình đặt đồng xu á thì nó cho mình ăn, nó chung mình. Mà mình đặt ba xu là nó sơi mình. Mà nó chơi rồi mình tiếc hồi hụi. Thì ở đây cũng vậy, mỗi lần mà mình nổi cái bực bội gì lên đó thì mình biết là mình thua rồi đó. Giống như mình đặt ba xu rồi mấy người cha lớn nó tráo bài sao đó, nó chơi mình. Nó bực bội là mình thua, giận tức là mình thua rồi đó. Còn mình thắng là mình luôn luôn là phải nói vậy. Đồng vọng trong tôi chữ sắc không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Thì chúng mày thương cái gì, tiếc cái gì, quý cái gì mà chúng mày phải buồn bực, phải khổ sở làm chi hả? Thế là lúc đó là mình thắng. Cái tiếng chuông nó đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát Nhã Uyển Tôn thường trui chí là vậy đó, thường luyện chí là vậy đó. Lấy cái Bát Nhã đó mà trui luyện cái ý chí của mình. Mà được là làm vậy đó. Lấy cái Bát Nhã Uyển không đó, lấy 11 cái ví dụ đó mà trui luyện cái ý chí mình mà vững vàng rồi đó, thì giống như tôi nói bữa trước đó, các vị niệm Phật đó, không niệm mà đã coi như niệm rồi hết. Nó thành ra niệm Phật tam muội đó. Cái chữ tam muội là vậy đó, nghĩa là luôn luôn đã ở trong cái bất thọ với thiết thọ. Cái chữ tam muội là bất thọ với thiết thọ, thì danh chánh thọ. Chánh thọ tức là chánh định. Chánh định tức là chánh thọ. Mà chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thọ với thiết thọ, là không lãnh thọ bất cứ một cái thọ gì, không tiếp nhận bất cứ một cái gì bên ngoài vào trong cơ thể mình nữa, trong đầu óc mình nữa.
mình chỉ thấy một tấm là hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn khắc bạc thành, như dương diêm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như ba tiêu. Thấy như 11 cái món, không có gì đó. 11 món đó là Đức Phật kể dạy ra là 11 món không có gì. Nó nằm gọn trong chữ không có gì. Là tại vì nó không Phật, tại vì nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô thường. Cho nên sự thật đó là không có gì. Mà mình thấy nó có là tại vì là mình bị vô minh che lấp rồi đó. Cũng như là cái người nào mà thấy mà mình là tấm Phật đó, mình làm lễ tấm Phật, mình làm lễ cúng Phật đản đó, là mình đã bị bụi rớt trong con mắt rồi. Phật đản thì gọi là ngày Phật đản, gọi là cái ngày kỷ niệm thì cũng không có sao. À, cái ngày đó nhớ kỷ niệm không có sao, chứ mà thật lắm, chứ đừng tưởng đâu cái ngày kỷ niệm đó là tốt. Trước kia là Phật giáo Việt Nam cũng gọi là cái ngày mùng 8, cho nên trong cái bài đó, kim triêu chánh thị tứ hoạt bát, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, phúc thị cửu lân thiên ngoại lai, bổng túc liên quan tùng địa phát. Rằng là cái nghĩa là ngày nay là ngày mùng 8 tháng 4, tụi con tấm Phật đây là ngày mùng 8 tháng 4. Cái ngày này là tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, cái vua tịnh phạn sanh ra thái tử tất đạt đa nhằm cái ngày này. À, rồi cái ngày này mà thái tử Tất Đạt Đa sinh ra đó là có 9 con rồng phun nước. Phúc Thị Cửu Long có 9 con rồng phun nước, thiên ngoại lai bên ngoài trời có 9 rồng nó phun nước nó tắm cho Phật. Bỗng túc liên qua tùng địa phát, ở dưới đất hoa sen nổi lên để đỡ cái chân Phật. Phật đi 7 bước trên 7 hoa sen. Không có vậy đâu. Nói vậy chứ không có vậy đâu. Rồng ở đâu mà có? Xưa nay không ai thấy con rồng. Chữ rồng ở trong đạo Phật nói thì không phải là rồng có 9 con như vậy. Mà cái đó là nói nó phải nói nhiều lắm nó mới hết. Nhưng mà cái trước mắt là rồng là không có. Trước mắt là nói đơn giản là rồng là không có. Rồng là của cái chế độ phong kiến họ tự đặt ra. Họ lấy 4 cái con thú to, lớn, mạnh, dữ, uy quyền, thế lực so với các thú khác. Đại để đó là con họ gọi là nhất là ngực, điểu, nhì là ngư, tam là xà, tứ là tượng. Con rồng nó tập hợp lại 4 cái thứ lớn đó. Ở dưới sông là cái loài cá lớn lắm. Cá lớn nó nuốt tất cả cá bé nào gặp gần nó là nó sôi hết. Thế thì những con cá lớn nó có cái uy quyền thế lực mạnh lắm so với các con cá khác ở dưới biển. Thành ra nó cái con rồng nó tập hợp nó lấy cái dải cá nó làm cái dải rồng. Đó là để tượng trưng cho một cái loại lớn ở dưới biển. Rồi chim là có những cái thứ chim đại bàng, thì chim lớn lắm nó cũng ăn sơi các cái thứ chim khác. Và cho nên là nó lấy cái móng của cái loại chim dữ lớn nhất nó là cái móng của rồng. Cho nên cái móng rồng là móng chim đại bàng hay chim gì đó, bây giờ khoa học muốn nói chim gì cũng được, nhưng mà chim là cái loại chim dữ nhất. Nó lấy cái móng để nó biểu trưng cho cái sức mạnh, làm mình thành cái con rồng là có cái móng là của móng chim. Rồi trong rừng nó có cái loại rắn là rắn lớn và to dữ nhất, nó giống đương đầu với voi, nó quấn cả voi. Ăn thua thì chưa cần nói, nhưng mà nó giống quấn cả, nếu mà con voi đi ngang nó là nó quấn voi đấy. Nó nằm ở dưới lá phủ dưới, mà nếu mà con voi hay con gì mà đạp trên lưng nó là nó quấn đấy. Nó có thể nuốt vào con, nó nuốt luôn đấy. Cho nên là nó lấy cái mình này của con rắn ấy, tiêu biểu sức mạnh của nó. Rồi con voi trong rừng là con voi là to, là bự, là sức chở nặng, kéo mạnh. Và nó lấy cái voi để làm cái voi rồng.
À, thế thì con rồng là tập hợp của nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng, nó tập hợp lại nó phát họa ra con rồng. Con rồng nó có bốn cái biểu trưng của chim, móng chim, giải giải cá, thân thân rắn, ngoài ngoài ngoài, bốn sức mạnh nó tổng hợp là thành ra một con rồng. Rồi tổng hợp vậy con rồng cũng đẹp, cho nên nó thêu vẽ trong cái áo của vua. Thêu vẽ con rồng trong cái áo vua để tiêu biểu cho là nắm trọn tất cả những cái uy quyền thế lực hùng cường nhất, mạnh mẽ nhất, độc tài nhất, có thể thống trị tất cả điểu ngư xà tượng, thành ra cái áo vua. Vì vậy mà áo vua gọi là long bào, vua thì là mặt vua gọi là long nhan, giường vua ngủ thì gọi là long sàng, xe vua đi gọi là long xa. Cái gì của vua là đều long hết, để tiêu biểu cái uy quyền, cái sức mạnh. Đấy, thế thì bây giờ mình nói phúc di cửu long thiên ngoại lai. Còn ở nhà quê Việt Nam này, ở các nước xa tôi không biết, nhà quê Việt Nam mà mấy cái bữa mà kêu bằng áp thấp nhiệt đới hay là gì đó, hay là cái gì đó mà nước cái chỗ nào mà miễn không có không khí thì nó bắt đầu dưới nó phục lên vậy thôi à. Ở ngoài biển cũng vậy, chỗ nào mà không khí vận mà trống rỗng không có không khí thì vật gì nằm ở dưới không khí thì đều bị không khí đẩy lên đó mà. À, mà cái chỗ mà cái chỗ không có không khí thì nó đẩy nước trồi lên, rồi mình thấy cái cột nước nó bay cao lên vậy, mình nó rồng lấy nước chứ không có rồng. Ở đồng quê cũng vậy, cái chỗ đó mà không khí nó vận nó xoáy nó rút không khí đi thì nước ở dưới ruộng nó đẩy lên thấy một cột nước tắt xoáy như vậy, rồi người ta gọi đó là rồng lấy nước, chứ không có con rồng nào ở trên trời để lấy nước hết á. Ở ngoài biển cũng vậy, chỗ nào thì không khí rồi xoáy trống rỗng là thì như đẩy lên, nó giống như là mình cầm cái ống hút mà mình hút nước ở trong cái lon nước ngọt, ở trong cái chai nước ngọt vậy đó. Mình để cái ống vô mình không hút thì nước nó không chảy lên miệng, mà mình hút là tại vì mình hút cái không khí nó chảy hết thì cái nước ở dưới nó ép lên nó chảy vô miệng mình. Để khoa học người ta cắt nghĩa vậy đó, mà sự thật là vậy. Chứ không có làm gì hết á. Đấy, cho nên là bà nói phúng thủy cửu long thiên ngoại lai ra là tật lắc, không bao giờ tôi tin. Mà Phật cũng không cần tắm như vậy mới sạch. Cho nên cũng chẳng có rồng nào mà phun nước là tắm cho nó sạch Phật. Cho nên cái thứ nói như vậy là tôi không có chịu. Cho nên là biểu đi dự lễ Phật đản công cộng này kia, tôi lõn, tôi không thèm đi. Tôi không thèm đi, mà có lúc là tôi vì người khác tôi mới đi. Tôi đi mà tôi không thèm ngồi trên. À, tôi mang cái ban trật tự đó. À, tôi là cái thứ ngồi trên nha. Thứ ngồi trên đàng hoàng, thứ ngồi trước ghế lớn đấy. Nhưng mà không thèm. Tại vì tôi vì mà, gọi là vì tập thể mà, vì đại chúng mà, mình nhẫn nhãn quá thì coi nó kỳ, cho nên tôi vẫn đi. Tôi đi mà tôi lấy cái áo trật tự của mấy cái thằng đệ tử hành bét của tôi đó, dưới trật tự đó, tôi mang vô để tôi đi vòng vòng tôi chơi nó sướng hơn là ngồi. Cho nên mấy người coi chừng nó tụng kinh là tội chết đó kìa. Các vị kêu Phật ra, Phật già rồi mà kêu Phật ra là 8 giờ sáng mà bắt ngồi đó mà chịu tặng cho các vị tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa là làm sao là Thế Tôn chịu nổi. Tôi đây là mà mời tôi là ngồi cái lễ Phật đản như vậy đó là trong vòng chừng trên dưới nửa tiếng đồng hồ thôi, mà tôi còn chẳng thà là tôi đã làm cái thằng giữ trật tự để tôi được đi tới đi lui, chứ bắt tôi ngồi trên đó có khi nắng nó dọi vô trong đầu, lấy cái quạt xe thì kỳ, tu hành mà chịu chút nắng không chịu nổi hay sao, mà ngồi đó mà giang cái đầu ra mà chịu nắng dọi thì thật sự buồn quá, đâu có dâm gì đâu, đâu có làm gì được cho Phật đâu, tại sao mình phải chịu khổ cái kiểu kỳ cũng vậy. Tôi không thèm ngồi đó,
Đó, tôi là vậy đó. Để các vị nào nghe, nghe không nghe thôi. Chứ tôi là vậy đó. Tôi không dễ gì mà mê hoặc tôi được đâu. Mấy anh không có tắm được cái gì cho Phật hết á, đừng có nói tắm. Mấy anh nói lên tắm Phật là mấy anh bị bụi rớt trong con mắt rồi. Phật là không phải phúng thủy cửu long, không có chín con rồng gì hết á. Rồng là để tiêu biểu sự độc tài của nhà vua thôi, làm gì có rồng. Bỗng túc liên hoa tùng địa phát cũng vậy nữa. Phật không có, không cần phải có hoa sen như vậy. Mà hoa sen là cái tiêu biểu, cái tiêu biểu mà đạo Phật lấy cái hoa sen để làm biểu trưng cho cái nguồn giáo lý của đạo Phật, để nói lên cái tính chất của con người. Tuy là nó là phàm phu đấy, nó là người đấy, nhưng mà thật sự ở trong con người đó nó có cái tánh Phật, nó có cái Như Lai viên giác diệu tâm của nó bên trong, nó có cái tri kiến Phật thanh tịnh sáng suốt của nó bên trong, nó có cái Phật tánh của nó bên trong, nó có cái thể tánh tịnh minh của nó bên trong. Cho nên dầu nó ở trong cái cõi trần tục như vậy đó, đầy nhảy sắc trần, thanh trần, hương trần, mỹ trần, xúc trần, pháp trần, đầy nhảy như vậy, nhưng mà con người có khả năng làm chủ được những cái đó, có khả năng xa lánh được cái đó, không bị những cái đó nó chi phối, nó dẫn dụ, nó làm cho ô uế. Dù ở trong cảnh đó mà nó có thể vượt ra được, giống như sen vậy. Dù có thể ở trong cái đầm nước đục, dù có thể ở trong những cái bùn không được thơm, vậy mà cái bông sen từ ở dưới cái bùn không thơm đó, cái bùn hôi cũng được, ở trong cái bùn hôi đó vươn lên, vậy mà hoa sen không có quen ố sắc mà cũng không bị gì, vậy mà phai nhạt cái hương thơm. Dầu trong bùn nhơ, bùn hôi, nước động dương lên, chỉ có hoa sen là một cái thứ ở dưới bùn dương lên, ở dưới nước động, nước đục dương lên mà màu sắc vẫn rực rỡ, hương thơm rất là thơm. Cho nên cái đạo Phật mượn cái hoa sen để mà ví dụ cho cái tính chất mà Đức Phật hiển dương, là con người, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Mọi người từ ở trong là thất tình lục dục nhiễm ô như vậy mà con người có khả năng vượt ra được. Cho nên là đạo Phật lấy cái hoa sen mà biểu trưng cho cái, để nói lên cái nhân phẩm, cái tư cách, cái Phật tánh của con người, chứ đâu có, chứ làm gì Đức Phật mà phải cần có hoa sen để mà đại chứng. Cho nên cái đó là cái của những người sau này, người ta tôn vinh Đức Phật, người ta biểu trưng như vậy. Chứ Phật mới sinh ra rồi Đức Phật đi trên đó rồi, còn Hoàng hậu Ma Gia đi bằng gì? Hoàng hậu Ma Gia đến đâu mà sinh Phật? Thì sinh ra cái đi liền vậy à? Không có đâu, không có đâu. Kinh nói vậy mà mình phải hiểu khác, phải hiểu cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái thâm nghĩa, cái vô lượng nghĩa của đạo Phật. Chứ còn mà mình nhai cái xác gì vậy, giống như voi ăn mía. Voi ăn mía mà phải ăn mía là nó ăn cái chất đó để cho no bụng thôi. Thành ra mình thấy voi ăn mía thì thật voi không phải ăn mía, tại vì nó cần cái xác như vậy để cho no bụng chứ không phải mà ăn mía. Còn ăn mía là con người mới là ăn mía. Con người ta róc mía ra rồi người ta nhai mía, hoặc là người ta ép mía ra, người ta uống, người ta lấy cái nước mía người ta uống. Chứ còn mà voi không phải ăn mía. Tưởng tượng mình cho voi ăn mía chứ không hề. Nó ăn cái mà nó cần no bụng chứ không phải ăn mía. Học Phật cũng vậy. Học Phật là phải hiểu cái thâm nghĩa, cái quyền nghĩa, cái mật nghĩa, cái vô lượng nghĩa của cái lời Phật dạy. Cái đó rồi phải để ý học vậy. Cái đó khó, khó nghe khó hiểu, nhưng mà nghe là hiểu liền chứ gì đâu. Nếu bằng lòng nghe là hiểu à.
Mà cái tôi cũng không 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 bắt buộc các, không yêu cầu các vị mà nghe tôi là phải hiểu, mà các vị nghe rồi các vị phải phải thiền định còn thêm gấp một 100 lần hơn, 1 vạn lần hơn. Cũng giống như tôi nói hồi nãy đó, mình đi học với các cái ông giáo sư đó, họ là thạc sĩ, họ dạy mình, chứ sau này có thể mình hơn thạc sĩ, mình là tiến sĩ, rồi giáo sư tiến sĩ dạy mình, mà sau này là mình thành bác học. Bởi vì là cái mình nghe như vậy là tuy là mình không thấy, mình không lấy cái gì của các thầy đó, nhưng mà mình có quyền, nó tại vì nó không mất, nó không mất ở trong đầu mình, cho nên mình có quyền dựa vào cơ sở đó và mình tư duy, mình quán chiếu hơn được đấy chứ. Con hơn cha là nhà có phước, tục ngữ Việt Nam có câu đó. Học trò hơn thầy là có phước cho đất nước thôi. Cho nên cái điều mà tôi nói là các vị dựa vào cái cơ sở này và các vị nghiên cứu kinh điển, các vị tư duy thiền định, chứ chẳng phải là tôi nói là nghe cái của tôi là đủ. Đây, do vậy mà ta đọc cái câu ha, đồng vọng tông trong tôi chữ sắc không, bát nhã quyển tôn tôi luyện trí. Quyển tôn tức là không tôn á, bát nhã không tôn. Bát nhã là hay lắm. Các vị nhớ quyền giác thiền sư á, mặt thời thiết, thiết thời mặt, đại thí môn trung vô uổng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tống, bao đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc trạch. Tôi dịch ra trong cái tiếng đạo ca đó, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. À, hai câu đó đó hay lắm đó, hay lắm đó. Người đệ tử Phật có lúc im lặng đó, chứ mà nói nhiều lắm đó. Người ta tư duy, người ta thiền định, người ta nói ở trong cái đầu của người ta, người ta nói vô vàng ngôn ngữ ở trong đầu người ta. Thành ra cái lúc mà người ta im lặng, người ta không nói, người ta nằm võng, người ta đi vào rừng, người ta ngồi chơi dưới gốc cây, mà người ta không cần bận áo phụng tay dài một thước gì hết á, không cần mặc y xòe xoàng gì hết trọi á. Cho nên là các vị mà lựa thầy mà phải mặc y áo tay dài một thước và áo bán nạp và áo đủ thứ áo đẹp á, đừng có tưởng cái đó thật lắc hè. Không phải mặc áo vậy mới là tu được đâu, không phải mặc áo đẹp, độ mà áo đẹp mới là nhà sư đâu, không phải đâu. Tôi nói vậy là các vị nghe bực bội lắm chứ gì, bởi vì các vị có những vị thầy mặc đồ đẹp quá, tôi nói vậy thành bộ cái mão của thầy của các vị, cái áo hậu hết sức đẹp của các vị đó, các vị mua cho thầy mình đó, không có giá trị, các vị bực tôi lắm phải không? Đừng có bực bội như vậy. Áo nó không phải là nhà sư đâu, nhà sư là khác cơ. Tôi nói như vậy các vị nhớ lại đi, hồi hoàng tử mà đi xuất gia đó, cái người đầu tiên mà gặp được đó là Thợ Săn. Cái người đầu tiên mà Đức Phật gặp là Thợ Săn, là cái anh Thợ Săn mà anh mặc áo ca sa của Bà La Môn, của Sa Môn đấy. Thế thì là cái áo thật sự của Sa Môn, của Bà La Môn mà không phải thầy tu, đúng không? Đúng quá đi chứ, cái đó là kinh điển Phật nói, nhiều kinh nói à, mà trong cái đường xuyên mấy tấn của thầy Nhất Hạnh á, của thầy Sư Nhất Hạnh cũng nói như vậy à. mà cái sách của Võ Đình Cường cũng nói như vậy à nha, cái ánh đau vàng của Võ Đình Cường cũng nói như vậy à. Và sách Phật thì đều phải nói như vậy. Lần đầu tiên bỏ xuất thần đi xuất gia là ra lần đầu tiên là qua khỏi cái dòng Anoma đó. Con người kiền sắc rồi nhảy qua cái dòng Anoma rồi đó, là ngừng ở chỗ đó. Dòng Anoma sống nhấp nhô, người bờ lao xanh,
nhìn làng được biết Thích Ca Ngài lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui ăn vàng, ta đã biết tìm này đào sang cứu chúng sanh. Em ba đến nay chúng sanh vẫn nhắc hoài, nơi làm từ đi con ghi báo ngài vui. Đây, qua khỏi cái dòng Anoma đó là ngừng, thầy trò ngừng xuống. Ngừng xuống bên một bé rừng đó. Thì Đức Phật cắt tóc rồi dặn dò, con hãy đem, nói với Sa Đạt, con hãy đem cái này về tâu với phụ hoàng ta rằng là hãy ráng chịu cái sự chia ly này cho tới ngày ta tìm ra được đạo. Đây là chiếc gương của một vị hoàng tử, đây là mớ tóc của ta, đem về tâu với phụ hoàng ta như thế. Ngày nào ta tìm ra được đạo, ta sẽ trở về. Còn ngay bây giờ phụ hoàng ta hiện thế ta, phải ráng chịu sự chia ly này cho tới ngày ta tìm ra được đạo. Thế thì là thầy trò chia tay, ngựa kiền cắt dẫm chân nhìn lại, không muốn đi. Nhưng mà buộc lòng là Sa Lạc là đã thoát lên lưng ngựa thì là thúc chân cái là ngựa phải đi. Đi mà nước mắt dường như có chảy rưng rưng. Sa Lạc cũng vậy. Kể từ đó là Thái tử Tất Đạt Đa một mình nhất nhân nhất ảnh ở trong rừng. Mà cái người được gặp đầu tiên là một anh thợ săn mang áo ca sa đàng hoàng. Đấy, mang áo ca sa đàng hoàng. Và Đức Phật lấy cái áo ngàn vàng của Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa lấy cái áo hoàng vương, áo ngàn vàng, ngọc ngà châu báu nạm ở trong đó. Hỏi anh, ủa đại anh là tu ở đây được bao lâu rồi, anh tu như thế nào, sự thành tựu ra sao? Thì cái anh thầy sanh anh nói, thưa ngài, tôi không phải là người tu. Hoàng tử hỏi, vậy anh là người gì? Nói giờ tôi là người thọ sanh. Đức Phật hỏi, ủa tại sao anh làm thọ sanh mà anh có bộ áo, chiếc áo này? Ông nói, dạ, thưa về các cái ông Sa Môn, Bà La Môn đó, các ông mặc áo này nè. Mà mặc áo này thì là các con thú rừng á, nó ít có sợ, nó không có sợ, nó không có chạy trốn, nó không sợ các ông Sa Môn, Bà La Môn. Thành ra là tôi nghiên cứu, tôi thấy cái đó là thành ra tôi mặc cái bộ đồ của Sa Môn, Bà La Môn về nè, để tôi đi trong này nè, xuống rừng nó không có chạy. Mà nó không chạy nó dạng dĩ hơn là tôi bắn nó, tôi bắn là bá phát bá trúng, tại vì nó không chạy, nó gần tôi bắn trúng. Vậy là tôi mặc áo này tôi đi săn được nhiều lắm đấy. Thế thì hoàng tử Tất Đạt Đa mới nói, thôi bây giờ tôi đề nghị anh vậy, anh đó thì là mặc cái áo Sa Môn, Bà La Môn để cho thú rừng nó không sợ, để anh bắn nó cho dễ, để anh kiếm tiền được nhiều đâu, rồi tôi nhất trí anh. Vậy thì mặc cái này, mặc áo Sa Môn, Bà La Môn này là để mục đích là để kiếm tiền nhiều chứ gì? Nó giả đúng. Phật nói vậy thì tôi đề nghị anh, chiếc áo của tôi đây, chiếc áo này kia bằng chiếc áo ngàn vàng chứ không phải là trăm vàng, mà ngàn vàng. Nếu anh đồng ý, anh làm ơn anh cho tôi đổi cái áo này, anh lấy cái áo này về thế cho cái tiền bạc mà anh muốn có, anh săn bắn để có, anh lấy chiếc áo của tôi đây, anh về anh khỏi đi săn bắn cả một đời anh cũng được. Còn anh đổi cái áo thợ săn mà anh đổi cái lốt Sa Môn, Bà La Môn cho tôi, thì anh lấy áo này anh về anh khỏi thợ săn mà anh sống đời anh sẽ chết. Và anh thợ săn anh nhất trí là đức Phật đổi lấy cái áo của anh, cái áo Sa Môn, Bà La Môn của anh thợ săn. Còn anh thợ săn lấy cái áo hoàng tử. Đấy, thế thì cái điều đó nói lên rằng cái thứ áo và đẹp, áo dài tay, áo rộng, áo thêu mặc 2-3-4 lớp là không phải thầy tu. Coi chừng, đó là sự thật, đó là kinh sách cổ kim đều nói như vậy. Tu không phải là áo. Ngạn ngữ của Tây Phương, ông nào nói thì tôi cũng chẳng cần nhớ chi. Người ta nói rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu,
À, vấn đề học là nó vậy đó. Cho nên là tôi nói các vị đừng có tưởng tượng rằng là tôi nói rồi các vị nói là thầy tôi mặc áo đồ tốt rồi nói vậy là chiếc áo của tôi cúng cho thầy tôi mất giá trị sao? Không, nó có mất thì nó mất cũng không sao đó. Cái áo không làm nên thầy tu đâu. Thật ra thiền định đó nha, thiền định là vậy đó. Học Phật phải thiền định là vậy đó. Đừng có vội nghe, đừng có vội tin, đừng có đặt cảm tình vào một cái chỗ rồi bị kiến thủ kiến. Mình đặt cảm tình với thầy mình rồi thầy mình nói cái gì cũng trúng hết, thầy mình làm cái gì cũng trúng hết, không phải vậy. Thầy mình cái nào trúng thì mình học theo, còn cái nào không trúng là mình, của thầy mình là của thầy mình, vậy thôi. Những điều tôi nói đây cũng vậy, tôi không yêu cầu ai phải vì tình nể lòng mà nghe. Nghe thấy cần thiết, có bổ ích, văn như tư, tư như tu. Còn bạn thấy mà nó nhói, nó xúc phạm tới cái lòng này là kiến thủ kiến của mình á, cái nhận thức chủ quan của mình á, cái tình cảm của mình á, sợ mất mát thì đừng có nghe vậy thôi. Cho nên là học cái đạo Phật đó, thì phải bát nhã không tôn trui luyện chỉ. Rồi phải lấy cái câu thứ hai nhé, thiền cơ tĩnh lự di lòng. Đó, phải lấy bát nhã làm cái đích, cái đích đến, lấy bát nhã làm cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy, mà chỗ đó là cái đích đến. Cho nên nó hơi khó đó nghe, cái này khó đó. Khó cho nên là xuất gia tu cũng còn khó, còn nói chi tại gia tu thì lại càng khó hơn. Nhưng mà nói như vậy là nói chứ Phật đâu có bắt buộc mọi người phải tu thành Phật liền đâu. Phật đã từng dạy là có hạng đệ tử tam quy ngũ giới cũng là đệ tử Phật kia mà. Rồi có cái hạng, cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt hơn, có thể tu thập thiện nghiệp dựa vào thân tam khẩu tứ ý tam, 10 cái nghiệp thiện của thân khẩu ý mà tu thì hưởng được phước báo cõi trời chứ. Chứ Phật đâu có bắt được phải tu một cái rẹt giống như là quả tiễn liên lục địa vậy đâu. Rồi khá hơn nữa là mới bắt đầu là tu cái nhân để ra khỏi tam giới. Tôi cứ nhận biết ra khỏi tam giới là tu tập và là bắt đầu là phải tu tập sa di ni rồi binh ni, rồi có thức sa ban na, rồi mới là thọ cái giới tỳ kheo. Mà thọ giới tỳ kheo là phải bắt đầu rồi nha, phải bắt đầu học tứ đế cho kỹ. À, cho bà các vị tỳ kheo mà hỏi tứ đế mà nói không được đó là coi như không phải tỳ kheo. À, tứ đế mà anh nói không được tức là anh không biết pháp tu, thế thì anh không phải tỳ kheo. Cho nên anh mặc y gì, áo gì, tay rộng bao nhiêu, giải tốt bắt tiền cỡ nào, tôi hỏi anh mà anh nói không được là anh không phải tỳ kheo. Bởi vì tứ đế mà anh không hiểu thì làm sao anh hiểu được cái gì. Trong giáo lý tứ đế của con quán thần bất tịnh, nó có quán thần bất tịnh. Mà nếu anh không hiểu được ngũ ấm vô ngã thì anh lấy gì mà anh quán thân bất tịnh? Trong đó có quán thọ thì khổ. Anh không hiểu ngũ quẩn vô ngã thì anh lấy gì anh quán thọ thì khổ? Anh không hiểu thức quẩn gia không thì anh lấy cái gì anh quán tâm vô thường? Anh không có hiểu là hành quẩn gia không thì anh lấy cái gì anh quán pháp vô ngã? Này, cho nên là tứ đế là mà anh không thuộc là anh không phải tỳ kheo. Dầu là anh may đẹp, ai đó cúng tiền cho anh mua giả thiệt đẹp. Bởi vì cái giáo lý tứ đế là cái giáo bắt đầu để học cái đạo xuất gia, để ra khỏi tam giới.
Anh phải biết quán thân bất tịnh. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là vừa vào ngũ ấm vô ngã mà chia ra thành bốn cái món đó. Phải quán chiếu, phải tư duy. Đấy. Tôi nhắc lại đó, quán thân bất tịnh là dựa vào sắc quẩn đó. Rồi quán thọ thì khổ đó là dựa vào thọ quẩn đó. Rồi quán tâm vô thường đó, tức là quán tưởng quẩn và sức quẩn đó. Rồi quán pháp vô ngã là dựa vào hành quẩn đó. Thế thì là tứ niệm xứ quán là cũng dựa trên cái cơ sở, cái nền tảng của ngũ quẩn, của ngũ ấm mà quán, mà niệm. Rồi tứ chánh cần, anh không thuộc tứ chánh cần thì anh lấy cái gì anh làm cái nền tảng tu tập? Tứ diệu túc, anh không học tứ diệu túc, anh lấy cái gì làm nền tảng để anh tu thiền? Ngũ căn ngũ lực anh không biết, anh tu bằng cái pháp gì? Thất bồ đề phần anh không biết, bát chánh đạo anh không biết, thì anh tu bằng cái pháp gì? Cho nên là hãy coi chừng thiền cơ tỉnh lự, khắc ghi lòng. Người học đạo phải lấy cái pháp môn tỉnh lự bằng cái cách tu thiền. Thiền cơ tức là tu thiền đấy, là cái cơ thiền, cái cách học tham thiền. Chứ không học tham thiền, anh không học tỉnh lự. Tỉnh lự là tư duy, là quán chiếu đấy. Thiền cơ tỉnh lự khắc ghi lòng, anh phải học tham thiền. Tôi nhớ cái câu nói hồi đó tôi đi giảng cách 50 năm trước. Hồi nhỏ tôi nhớ giỏi lắm, cho nên là đi vô chùa tôi gặp câu đối là tôi đọc hai lần, khi nào còn quên một chữ, ngỡ một vài chữ gì đó là đọc lại lần nữa là thuộc luôn. Cái câu đối ở chùa Linh Thú, chùa Linh Thú và sắc tứ Linh Thú tự ở Tiền Giang, tôi giảng tại đó. Mà hãy tôi bước vô chùa là tôi nhìn các câu đối trước, câu đối này giỡn rồi là tôi biết là giỡn rồi, tôi biết thầy chùa giỡn rồi, câu đối rồi hay là tôi lượm liền tức khắc. Câu đối đó là Phật chỉ u huyền, nghĩ dân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diễn. Câu thứ hai là thiền cơ hảo đảng. Thiền cơ đây nè, thiền cơ tôi sắp nói, tôi đang nói đấy đó, thiền cơ tỉnh lự khắc ghi lòng đó, thiền cơ hảo đảng. Tở nguyệt lâm thủy diện, bác khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Phật chỉ ưu quyền dưới dân quả sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diễn. Có nghĩa là cái chỉ thú, cái tôn chỉ, cái giáo lý của nhà Phật nó sâu xa, nó màu nhiệm lắm. Mà người cạn thấy nó cạn, mà người sâu thì thấy nó sâu. Cho nên là có một ông mà ông nói rằng là hai cha con mà xiên cái lu mà đem để với thằng con nó, cái lu mà nó để xuống dưới nền đất mà nó không giật cái tay ra, nó kẹt cái tay, dập cái tay. Ông kia ông nói mày vậy hèn chi, phẩm đó là vô trí diệt vô đất mà. Có nghĩa là không có trí, mẹ không có trí thì mình làm việc nó không có được gì hết trơn. Mày cái lưu mày để mình tự nhiên cái tay giật ra cho mẹ giật để cho nó kẹt vào cái tay. Thế thì cái chuyện vô trí diệt vô đất là nó sâu xa vô cùng, chứ không phải là cái nghĩa như vậy. Không phải là cái chuyện mà khiến lưu mà để giật tay. Vậy mà ông nói vô trí diệt vô đất, mẹ không có trí cho nên mày bị kẹt tay vậy. Trong khi đó là cái chữ đó nó sâu sắc lắm, chữ bát nhã ba la mật mà. Thành ra là Phật chỉ ưu quyền là vậy đó.
cái ý thú của kinh điển của đạo Phật nó sâu xa màu nhiệm lắm. Mà cái người cao thì thấy nó cao, mà người thấp thấy nó thấp. Giống như mây á, mây chỗ tôi ở đây nè, mà ngày là mây nó phủ, phủ lúc cả núi luôn, phủ trùm cả núi luôn. Người ta tưởng cái đó là mây đó, lại đó, mây đó là lên cái núi rồi là cái mây nó lại lên cao nữa. Tôi có lần tôi đi Tam Đảo ở ngoài Hà Nội đó, tôi đi dạy học ngoài đó, đó đi, đi Tam Đảo ha. Ôi mình chạy cái là sơ nó chạy coi như mình luôn từ từng mây này lên từng mây khác, lên từng mây khác. Mà thì thật là khi mình lên tới đỉnh rồi đó thì mây nó lại ở trên nữa. Cho nên là cái chỉ thú, cái giáo lý đạo Phật đó, nó sâu xa màu nhiệm mà nhìn giống như ra trên đầu núi vậy. Mà khi tới đỉnh núi rồi thì là mây xa tích ở chính tầng mây nữa. Đó, nó ngồi vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ta không hiểu được đâu. Hiểu được chứ. Có cái cách để ta hiểu được. Dù nó tôi dịch là pháp Phật diễm màu như mây phủ đầu non, đến được đầu non mây xa tích. Tôi dịch tôi làm câu đối chữ Việt vậy đó. Bên kia đó thì thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện. Cái cơ thiền á, cái pháp môn thiền định tư duy quán chiếu tu tập đó, là tùy theo cái trình độ người. Cái cơ thiền nó mênh mông bát ngát. Nếu mà cái người mà học Phật giỏi rồi đó thì người ta vận dụng cái vô lượng tứ đế đó, nhìn đâu cũng thấy khổ đế, nhìn đâu cũng thấy tập đế, nhìn đâu cũng thấy diệt đế, nhìn đâu cũng thấy đạo đế. À, chứ không phải là nó có một điểm nào hết đó. Nó bản lãng dường như tranh in mặt nước vậy đó. Nó thấy nó gần mà không phải gần. Ai đó thấy tranh in mặt nước ha, rồi muốn chụp tranh, muốn bắt tranh, muốn lấy rổ xúc tranh, không được đâu. Dẹp tan mặt nước thì tranh nó lại sâu mù. Đây, cho nên là cái việc tu hành này là như là ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Cái người nào đó muốn biết cái hương vị của cái nước trà ô long nó làm sao thì phải tự mình uống thôi. Chứ nhờ pháp sư, nhờ giảng sư nói cho mình nghe đó, không bao giờ mình nghe đích thực được cái cần thiết đó đâu. Ô, cho nên là đạo Phật này lắm. Phật tử nếu mà bằng lòng nghe, các vị nghe đi. Thành ra cái câu là bát nhã không tôn, tôi luyện trí mà thiền cơ tỉnh lự khách ghi lòng, phải để ý về bát nhã ba la mật, phải để ý về thiền định tam muội, chứ còn lại không có được. Tụng cả ngày chỉ là hành khổ Phật thôi. Người gian giái là không có được cái gì hết đó. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn nguyện không được, hên xui mãi ba ngõ thằng nào nhận lễ tao. Thôi dừng đây đi. Hy vọng rằng là Phật tử cởi mở cái tấm lòng của mình để tiếp nhận rồi các vị thiền định, rồi các vị tư duy, các vị quán chiếu thấy đúng thì các vị tự sửa mình, các vị có an lành, có hạnh phúc. Còn tôi thì cũng vậy thôi, không sao hết, không nghe cũng không sao. Nhưng mà hy vọng là nhiều người nghe thì càng quý. Thôi gần đây vậy hết giờ rồi. Chúc các vị Bồ Đề tâm kiên cố.